Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City 2 nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Chúng ta đang sử dụng tất cả những thứ có thể ở đây để mình cho vào trong cái môi trường mới để nó mở khóa vài thứ cho chúng ta. Đó, như này. Như này. Ở đây thì anh em có thể lấy được cái candy á. Đây ví dụ cái Knight candy này. Đấy. À, mình đang có cái candy nào mình sẽ kết hợp với anh em ạ để tạo ra được cái candy đó loại xịn hơn ấy. Mình thừa quá nhiều candy chẳng hạn thì mình có thể tạo được một candy mới. Kiểu dạng như vậy. Ừ, nhưng mà vấn đề là chúng ta đang skip con này đúng không? Còn vớt này, Choppy Castle. Tôi định làm cái gì nhỉ? Thật ra là mổ khóa một số con thôi. Không phải là nhiều lắm. Mình có thể đánh thêm để có thể mở khóa thêm như một số con nữa ở trong này nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn, chiến luôn. Enemy, bắt đầu với con Volcano, đánh nhau với một số con nữa xem nào. Nhau con gì đây? Volcano Wind Version, Flame by cũng như Sprout một đòn. Sprout cả nó này phát là toang ha. Đấy, very effective. Xong luôn. Chúng ta sẽ có unlock ở cái level 30 ha. Đây, có con mới đây anh em. Mình sẽ được tặng con mới luôn. Con này mình chưa đây. Chưa mở khóa này. Con này là con Phượng Hoàng Lửa anh em. Chim Lửa. Flaming Bites. Boulder. Đấy. Boulder cái Wind of Phoenix. Unlock thêm một cái gì đó này. 200. Chúng ta mở khóa thêm một con Dragon mới ở bên này. Đấy. Bay nào, chim lửa và con Knight anh em ạ. Cái con Knight này tôi đã mở khóa trên nhà chưa đúng không? Chưa giờ tôi mở khóa vào con Knight này đúng không anh em? Chim lửa đẹp chưa? Rồng lai của chim lửa bây giờ nó không bị lỗi cái khung xanh xanh ở sau nữa anh em ạ. Nên rất là tuyệt vời ha. Boulder, con này khá khỏe. Ồ, con này là Legendary hay là con Epic à? Đoán án là Epic. Ui ồ, không chết kìa. Ui quá đài anh em ạ. Hai con mình đánh mang đi là hơi yếu à. Chúng ta sẽ có New Dragon đây. Đúng, tôi sẽ mở khóa được một con nữa. Và đây lại có này. Anh em cần phải đi đánh nhiều càng tốt anh em. Nhưng mà vấn đề tôi đã mở khóa được một con nên mình muốn tiến hóa và muốn làm con đấy. Dĩ nhiên rồi. Ây da, đó là cả tay ra. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ xem cái bảng, xem cái quan hệ mới nó là hệ gì, nó sẽ cùng like nha. Đây, chim lửa. Chim lửa con này à? Lá và con này tiến hóa thôi. Con nào có chim lửa ta? Con này lá và nước, vẫn là lá và nước anh em nhá. Vẫn là lá và nước. Con này đây, con này là con vừa được tặng này. Chính xác là mình mở khóa được con đấy thôi. Điện thì còn chưa có luôn anh em ạ. Lá và nước. Ui còn lâu mới đủ. Cứ lá và nước sinh sản cho thôi. Đằng nào thì cũng cần làm con nó choppy custom rồi. Lá và nước. Rất là nhiều luôn nhá. Skip luôn anh em. Ui, tropical. Choppy con này là con mẹ thiên nhiên à, rừng nhiệt đới ạ. Con này tên là rừng nhiệt đới anh em nhá. Bạn mình em. Có chữ gì đấy? Mojito. Lá và nước đúng không? Đây chính xác là lá và nước đây. Repeat last này. Breeding này, 30 game này. Skip này. Giờ có gì đây? Ten. Ice skill. Đây có thêm một cái gọi là ice skill. Repeat slot nữa anh em ạ. Breeding 4 game. Rồi. Converse này. Nature candy. Tiếp tục repeat last ở bên này. Breeding 18 game. Skip. Đó, như thế này. Converse tiếp. Tropical candy anh em ơi, breeding 18 game. Bên này cũng sẽ là như vậy. Thật ra con tropical thôi anh em ạ. Lại. Được nhá. Tôi phải ra được con mới cơ. Không ra được con mới thì chịu à. Tức là có công thức rồi, có nghĩa là nó có cái hình ở đây, có nghĩa là cho có thể mở khóa vào đấy rồi anh em nhá. Cái này. Lá vẫn là lá và nước, đây hai con này này. Lấy từ con Tropical Candy mà kết hợp thêm với một con lá hoặc một con nước nữa thử xem nhé.
hoặc kết hợp với Mojito, Mojito này, hoặc là hai con đấy kết hợp với nhau. Đâu rồi, lá và nước à? Không, con này chứ, lá và nước kết hợp với nước và lá ấy, mình nghĩ là nó sẽ tạo được cái con giống loài mới anh em ạ. Đồ vẫn là ice skill rồi anh em ạ. Khó nhỉ, khó like nhỉ. Đang tìm ra cái công thức để like nhưng mà không thấy, không like được cái con mới. Ui, đây là Mojito anh em ạ. Phải là Mojito. Mình có nên để con kia ở phía trước không? Con Tropical này ở phía trước này, để là có like được không? Sai ra cái gì vậy? Mà tưởng tượng là chưa tăng like cái gì luôn. Khó phết anh em ạ, tại vì giống này không mua được mà anh em bắt buộc phải like nhá. Lại là ra Tropical rồi. Tropical Repeat Last Reading Hatching 18 game. Đây rồi, con mới anh em ạ. Pteratron à. Ok, con này là con Pteratron này. Đây, từ Pteratron có thể tiến hóa con này luôn. Mà tỷ lệ like ra là cực thấp. Mình nhớ là mình còn mở khóa được con gì nữa cơ mà, đâu phải là Pteratron đâu. Phượng Hoàng, Phượng Hùng các thứ à. Mấy con này mở khóa hết rồi này, nhưng mà nó không phải Phượng Hoàng anh em. Stormy Forest, cái này chưa mở khóa được này. Khó hiểu, thật sự khó hiểu. Cái con này ấy, thì chỉ tiến hóa được một lần thôi nha. Rồi, dùng con này đi. Lá và... lá và lửa. Đúng có hát chuyên được không nhỉ? Thế nhưng không được à? Tức là được tặng con đấy, lá và lửa. Trong hòm có không nhỉ? Chứ rồi. Đây rồi, vừa nói xong có ngay mà. Con này như không sinh sản được anh em ạ. Con này phải thông qua chiến đấu. Ồ, quả trứng khá đẹp. Con này như kiểu là con cóc anh em. Nó là con cóc mà. Đẹp phết. Con cóc không tiến hóa được à? Pinka Storm, à tiến hóa được hay sao anh em ạ? Đây này. Không phải. Tiến hóa rồi, đây là dạng tiến hóa rồi, đây là những con cuối cùng luôn anh em ạ. Đây này, cho có một con ở phía trước của nó nhưng không biết nó là con gì. Hơi bé là, nhà con này hơi bé. My Dragon đây, đây cho anh em xem con mới của chúng ta đây. Con cóc hoa sen ạ, rồng cóc hoa sen, đẹp phết đấy, đừng đùa. Nó cần một cái viên kẹo của nó nhưng mà không biết kẹo của nó lấy ở đâu ra, cái candy ấy. Cái candy ở đây không biết là đào ra candy đấy bây giờ. Con này không cần tiến hóa. Nó là epic anh em ạ, cho nhận được con epic luôn à. Con này đầu tiên, con epic đầu tiên của mình. Không, không cần có con epic nữa thì phải. Ô, con này không cần kẹo luôn anh em ạ. Ăn thoải mái luôn. Epic có thể thay thế được khá con luôn anh em ạ. Nhiều. Tôi cứ đánh cái kia để mở khóa công thức để lai rồng à. Nó quan trọng hơn là đánh boss à. Đánh boss cũng khá là quan trọng. Ờ, bây giờ cần 10 candy, không biết đào ra candy đây. Chịu. Nhưng con này khá đẹp. Rồi, thêm một thành viên nữa vào trong cái team của chúng ta anh em ạ. Chúng ta sẽ chơi Butter à. Mình sẽ thay thế à. Chúng ta con này là lá và lửa. Thay con rắn anh em ạ. Thay con rắn là quá đẹp luôn. Có con gì thay không? Lửa và đất. Đấy. Lửa và đất. Lửa và đất thì lấy con này này. Như thế lại không có hệ sấm sét. Nước và đất. Nước và sấm sét. Nước và sấm sét thì không like được. Thế mình lạ. Thế mới khó chịu anh em ạ. Rồi. Chúng ta sẽ cho con 35 này lên trước. Đói, nó phải như thế này, đội hình nó phải đẹp như thế này chứ anh em. Butter nào anh em ơi, vs Butter enemy. Bắt đầu với hai con ấy anh em, với hai con gì nhỉ? Hai con sấm sét à? Ui, cái này lại bị lỗi này. Đấy, khó hiểu nhỉ. Poison EV và Flame Bang. Rồi anh em ơi, chiến thắng. Nice, new breed unlocker.
sẽ ấn tab này, ấn continue này. Rồi, next level tiếp rồi. Poison IV, Flame Butter đều là very effective cả anh em ạ. Rất khỏe luôn. Nhưng vẫn bị lỗi này, tuy nhiên là bị lỗi, chẳng hiểu sao bị lỗi. Lúc ấy đang đánh rất là ngon ha. Khó hiểu thật, nó tùy từng màn. Chịu cái này không chịu. Sáng mình vừa đánh xong nó không bị lỗi. Vừa đánh rồi xong này, vừa đánh luôn đây này. Bây giờ lại bị lỗi rồi, không sao. Có cái subway thì phải đến turn 2 cơ. Uầy, trâu đấy, con rồng mặc giáp thì khá khỏe đấy. Hơi yếu nhỉ. Nhưng mà hai con đánh, hai đánh một thì không chột thì nó cũng què thôi anh em ạ. Stormy Forest, ở đây có thể mở khóa một vài thứ nữa này. Đang mở khóa một vài con rồng nữa này. Một con rồng bóng tối và một con rồng theo kiểu phong cách Trung Quốc. Chiêu này sao? Defend down và giảm thủ ạ. Chiêu khá phê nhỉ? Electric. Chứ có thể like một con electric mới anh em ạ. Shockwave. Ủa. Ôi trời ơi. Cái mặt đất nó được gọi là trở lại này. Hơi ảo à. Mình có đánh hết một turn này đi anh em. Còn khá là xa nữa, khá là nhiều, khá là dài đấy anh em ạ. Không vấn đề gì cả, mình hoàn toàn đánh được. Ok. Và chúng ta sẽ dùng cái Ignition thì không dùng được anh em ạ. Flaming Bite. Oh, very effective mà còn không giết được cơ. Khỏe thế nhỉ. Shockwave cũng không giết được luôn, nó level 17 đấy anh em ạ. Các bản cài nó càng khỏe đấy nha anh em. Khó chiến hơn rất là nhiều so với bình thường. Wow. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé.